đi đại tiện không hết là tình trạng mới đi ngoài xong nhưng lại muốn đi ngoài tiếp do có cảm giác đi vẫn không hết gây khó chịu nếu tình trạng này diễn ra thường xuyên và kèm với các triệu chứng khác như đau bụng đầy hơi xì hơi đi ngoài liên tục thì nó có thể là biểu hiện của bệnh lý viêm túi đại tràng thừa vậy phải làm gì khi đi đại tiện không hết ở trẻ làm cách nào để giúp đi đại tiện hết trong một lần? Hãy cùng xem video dưới đây để tìm hiểu về vấn đề này. Một tác hại của việc đi đại tiện không hết phân xảy ra ở trẻ. Việc đi đại tiện là phản ứng tự nhiên của cơ thể, giúp cho việc đào thải các chất độc ra bên ngoài cơ thể. Đại tràng sẽ làm nhiệm vụ giúp co bóp và dồn các chất thải ra đó ra khỏi hậu môn ra bên ngoài. Đến khi hết mới thôi. Tuy nhiên do một vài nguyên nhân khách quan hoặc bệnh lý nào đó đôi khi đại tràng không đẩy hết được phân ra bên ngoài đó gọi là đi đại tiện không hết nếu tình trạng này xảy ra thường xuyên chúng sẽ làm ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa của trẻ gây cảm giác khó chịu ở hệ tiêu hóa và đặc biệt là đại tràng nếu phân không thể đẩy ra hết được sau lần đi đại tiện sẽ khiến cho cơ thể cảm thấy khó chịu và bí bách mặt khác nếu phân được đào thải hết ra khỏi cơ thể sẽ giúp làm sạch đường ruột và cơ thể sẽ cảm thấy dễ chịu hơn ngoài ra việc đi đại tiện không hết khiến cho trẻ cảm thấy bứt rứt vô cùng cứ muốn đi vệ sinh hoài như thế có thể gây ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống sinh hoạt học tập của trẻ đi đại tiện không hết sẽ có cả cảm giác đau bụng kèm theo khi đại tràng co bóp là lúc chúng giúp thúc giục cơ thể đẩy phân ra bên ngoài tuy nhiên nếu đi đại tiện không hết lúc nào cơ thể cũng thúc giục đi vệ sinh gây nên tình trạng đau bụng dai dẳng kéo dài và nó chỉ có thể đỡ khi đi đại tiện hết được nếu không lúc nào trẻ cũng có cảm giác đau bụng âm ỉ tuy điều này không ảnh hưởng quá nghiêm trọng đến sức khỏe nhưng nó gây nên tình trạng vô cùng khó chịu ở trẻ trẻ có cảm giác muốn đi đại tiện dặn nhiều nhưng cũng không đi được rất dễ nhầm với táo bón ở trẻ đi đại tiện không hết gây hại đến hậu môn hậu môn là nơi chứa đựng phân và các chất cặn bã trước khi chúng được thải ra khỏi ngoài cơ thể nhưng do đại tiện không hết được nên các chất độc trong phân có thể ngấm ngược trở lại cơ thể gây ra triệu chứng nhiễm độc cho cơ thể và làm ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. hai nguyên nhân của việc đi đại tiện không hết phân đi đại tiện không hết có thể do một số nguyên nhân thường gặp sau do thói quen đi đại tiện không hết khi trẻ đi đại tiện với thời gian quá nhanh quá vội vàng nên khiến cho đại tràng chưa kịp đẩy hết được phân đến hậu môn để đi ra ngoài bạn nên cải thiện thói quen này cho trẻ bằng cách nhắc trẻ cố gắng đi hết sạch cho đến khi không còn các cơn đau bụng hay buồn đi vệ sinh nữa do bệnh lý khiến trẻ đi đại tiện không hết được phân các bệnh lý về đại tràng như viêm túi thừa viêm đại tràng túi thừa táo bón trĩ đều có thể khiến cho việc đi đại tiện có thể vẫn bị kẹt phân trong các túi thừa vách hậu môn do đó gây nên tình trạng đi đại tiện không hết luôn cảm thấy nặng ở phần hậu môn và muốn đi vệ sinh nhưng không thể đi được mặt khác táo bón hoặc trĩ có thể khiến cho trẻ cảm thấy sợ mỗi lần đi vệ sinh hoặc không đi được đại tiện chứ không hẳn là việc đi đại tiện được nhưng không hết 3. Đi đại tiện không hết có thể là dấu hiệu của bệnh viêm túi thừa đại tràng cần phải thận trọng. Ở phần đuôi ruột già nối liền với phần hậu môn trước khi thoát phân và khỏi hậu môn, có thể do áp lực trong đường ruột mà tạo nên các túi thừa. Các túi thừa này tạo điều kiện cho phân dễ bị mắc kẹt ở đây. Nếu chúng bị mắc kẹt lại quá lâu sẽ gây nên tình trạng viêm nhiễm tại đó. Và có nguy cơ viêm túi thừa tại đại tràng, đại tiện không hết nếu kèm với các triệu chứng sau. Có thể trẻ đang bị mắc viêm đại tràng túi thừa. Đại tiện liên tục ngày năm đến 6 lần, trong khi người bình thường chỉ khoảng 2 ngày một lần, kèm theo đó là mỗi lần đi được rất ít phân và vẫn luôn có cảm giác muốn đi tiếp, trẻ bị đau bụng, sôi bụng hay chướng bụng và xì hơi liên tục. Cảm giác khó chịu ở đường ruột do nó không được thanh thoát, có thể bị tiêu chảy hoặc táo bón. Tào Tháo rượt đuổi mỗi ngày là những dấu hiệu sớm của bệnh viêm đại tràng túi thừa xảy ra ở trẻ nhỏ, phân của trẻ có thể lỏng, nát, chứa nhầy, máu, không thành khuôn, phân sống, trẻ bị sụt cân nhanh chóng và suy nhược cơ thể. Cảm giác ăn không ngon miệng. 4. Cách phòng chống và giúp trẻ đi đại tiện hết khi gặp tình trạng đi đại tiện không hết này. Để tránh nguy cơ mắc bệnh viêm đại tràng hay viêm đại tràng túi thừa, thì mẹ nên sớm ngăn chặn tình trạng này xảy ra ở trẻ, thói quen là yếu tố gây ảnh hưởng đến việc đi đại tiện cho trẻ. Do đó để đảm bảo cho việc đi đại tiện hết mỗi lần, mẹ cần tập cho trẻ thói quen lành mạnh sau. Ăn các thực phẩm chứa nhiều chất xơ. Việc bổ sung các thực phẩm giàu chất xơ rát có lợi cho đường tiêu hóa. Các chất xơ sẽ giúp cho việc đi đại tiện được dễ dàng hơn. Do nó giúp làm tăng khối lượng phân khiến cho phân dễ đào thải ra bên ngoài cơ thể đồng thời chất xơ là nguồn thức ăn dinh dưỡng của các vi khuẩn có lợi đường tiêu hóa Do đó sẽ giúp củng cố vi khuẩn có lợi, và làm giảm thiểu nguy cơ mắc các chứng bệnh như rối loạn tiêu hóa hay viêm đại tràng. thay đổi thói quen đi đại tiện đúng giờ vào buổi sáng sớm cho trẻ. Đi đại tiện vào buổi sáng là thói quen tốt. Bởi đây là lúc bắt đầu đại tràng được co bóp mạnh hơn. Do đó dễ dàng giúp đẩy được hết phân khi đi ngoài vào buổi sáng do đó mẹ nên rèn cho trẻ thói quen đi đại tiện vào buổi sáng mỗi khi thức dậy bổ sung lợi khuẩn trong men tiêu hóa Amano enzyme cho bé hệ tiêu hóa khỏe mạnh men tiêu hóa Amano enzyme là sản phẩm chức năng giúp cải thiện hệ tiêu hóa cho trẻ vô cùng hiệu quả với sự có mặt của các thành phần lợi khuẩn enzym tiêu hóa giúp cho hệ tiêu hóa được hoạt động một cách trơn tru. từ đó hấp thu tối đa được các chất dinh dưỡng đường tiêu hóa bên cạnh đó lợi khuẩn có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch cơ thể phòng chống và ngăn ngừa sự xâm nhập của các tác nhân gây hại gây viêm đại tràng. Ngoài ra men tiêu hóa amanoenzyme có chứa các thành phần vi chất quan trọng bồi bổ cho cơ thể trẻ. Khi mà trẻ khó chịu thường kèm theo biếng ăn và không chịu ăn, thì men tiêu hóa amanoenzyme sẽ giúp kích thích vị giác và cảm giác ăn ngon cho trẻ đi đại tiện không hết tuy chỉ là một hiện tượng rất bình thường của đường tiêu hóa. Tuy nhiên thường để nó diễn ra thường xuyên và kéo dài để gây hại đến sức khỏe của trẻ. Nếu như vẫn còn bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ ngay cho chúng tôi theo hotline 092 919 7777 để được tư vấn và hỗ trợ một cách nhanh nhất hoặc chat trực tiếp Facebook Thầy Thuốc Lê Minh Tuấn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Tư vấn hướng dẫn thuốc và điều trị bệnh, thầy thuốc Lê Minh Tuấn, tận tâm từ trái tim. Website leminhtuan.vn facebook tuấn thầy thuốc subscribe nếu thấy video hữu ích